Những quận nào ở Hà Nội đang vùng cam? Hà Nội hiện có 8 quận trên huyện, thị xã cấp độ dịch cấp 3, vùng cam và 20 quận trên huyện, thị xã cấp độ 2, vùng vàng. Theo thông báo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về đánh giá cấp độ dịch COVID-19, đến ngày 7 tháng 1, trên địa bàn đã giảm đơn vị cấp độ 3 so với tuần trước. Cụ thể, toàn thành phố Hà Nội duy trì mức độ dịch 2 vùng vàng, còn 2 quận trên huyện, thị xã ở cấp độ 1 vùng xanh, không có địa bàn quận. Huyện nào ở cấp độ dịch 4 vùng đỏ? Có 8 đơn vị cấp quận, huyện, thị xã đang ở mức độ dịch 3, vùng cam, giảm 2 đơn vị so với một tuần trước. Ngày 31 tháng 12 năm 2021, 20 quận trên huyện, thị xã cấp độ 2, vàng vàng. Các quận, huyện vùng cam gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Gia Lâm, Hoàng Mai, Long Biên. Hai huyện duy trì vùng xanh là Phú Xuyên và Phúc Thọ. Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn là 98,8%. Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 là 96,2%. Tối 8 tháng 1, Hà Nội ghi nhận thêm 2.791 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 504 ca cộng đồng. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như Đống Đa 144, Hai Bà Trưng 127, Hoàng Kiếm 118, Bắc Từ Liêm 88, Thanh Trì 72. Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 từ ngày 29 tháng 4 là 68.147 ca. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.